Đây là cái vị trí của lô đất mà anh chị sẽ xem ngày hôm nay. Nó nằm ngay tại cái khu vực ngã ba, rất là thuận lợi cho các cái công việc kinh doanh, mở cửa hàng, và mặt tiền thì 10 mét cũng rất là rộng. Vâng, xin kính chào các anh chị đã quay trở lại với bất động sản ước mơ. Ở trên màn hình anh chị nhìn hôm nay đó chính là trục đường Vinh. Và ở phía bên tay trái thì đó là chợ Quang Vinh, rất là đông dân cư. Và cái khu vực chợ này thì rất là tấp nập. Từ khu đất chúng ta xem ngày hôm nay, lô đất cách khu vực này khoảng 200 mét, nằm trên cái trục đường này. Cái khu vực này thì em đang quay vào khoảng đầu giờ chiều, vì vậy là nhìn không có nhiều cái cửa hàng. Tuy nhiên là cái đầu đường ấy là một cái khu chợ nho nhỏ rồi. Còn phía bên đối diện thì nó là cái khu chợ Quang Vinh thì không nói, rất là đông các cửa hàng, rất là thuận tiện. Thì lô đất chúng ta nằm trên cái trục đường này, bán cái mặt đường này là 10 mét và cách cái ngoài mặt đường chính là khoảng 200 mét. Một lô đất với các thông số là 10 x 20, hướng đông nam và giá bán là 3 tỷ rưỡi, thì em đã để ở phía bên dưới màn hình của anh chị rồi. Lô đất thì cách trường tiểu học và trường trung học cơ sở Quang Vinh chỉ khoảng 50 mét và 100 mét thôi. Và nó nằm ngay tại cái vị trí ngã ba đối diện với lại trạm y tế phường. Đây là trạm y tế phường Quang Vinh. Đây chỗ cái xe màu trắng đang để thì là lô đất chúng ta xem. Còn rẽ vào đây thì nó là vực khi sắp học bằng lái xe và đi vào khu chung cư Tiến Bộ. Nhìn chung là đây là một cái khu vực mà vị trí cực kỳ thuận lợi để mở các cửa hàng kinh doanh. Là khi mà cái lô đất này mà chủ nhà bán ra thì rất nhiều những khách hàng đã gọi điện về, rất nhiều khách hàng, và cái giá bán cũng đưa ra cũng khá là hợp lý. Ở phía trước mặt anh chị đây thì là trường trung học cơ sở Quang Vinh, còn đi lui xuống khoảng độ 50 mét nữa thì là trường tiểu học Quang Vinh trên cái khu vực này. Mặt đường rất là rộng, mặt đường nhựa. Vị trí của chúng ta thì cách cái khu trường này rất là gần thôi. Và cái khu vực đất của Quang Vinh, những cái khu đất khu dân cư cũng như là những cái mảnh đất như chúng ta xem ngày hôm nay, là một cái khu vực mà được rất nhiều những khách hàng săn đón và tìm mua. Khách hàng cũng đang xem rất là kỹ cái mảnh đất này. Sau đây chúng ta sẽ đến với hình ảnh vệ tinh. Và trên màn hình anh chị đây đó chính là khu vực ở phường Quang Vinh. Ở trong này thì có trường trung học cơ sở Quang Vinh này, ủy ban nhân dân phường Quang Vinh này. Trường mầm non Quang Vinh này và trường tiểu học Quang Vinh. Đấy, thì cái vị trí lô đất chúng ta nằm ngay tại cái ngã ba này, đối diện với trạm y tế phường và khu vực thi trường cao đẳng nghề công nghiệp và trường dạy học lái xe ô tô. Thì chỗ này là khu vực sát hạch này, trường thi lái xe, khu vực sát hạch. Khu vực này thì dân cư cũng đông, vị trí đẹp và an ninh rất là tốt. Ở trong đường đi vào thì có nhà hàng, có hai cái nhà hàng Minh Vân rồi là nhà hàng Tâm Anh. Ở ngay đầu đường thì là công an phường. Còn đối diện cái lô đất này, đối diện đầu đường chúng ta nhìn sang thì là khu chợ Quang Vinh, rất nhiều những cái tiện ích, siêu thị, trường học, chợ. Khu chợ ở hai bên dọc đường này là những cái khu chợ nhỏ sang bên này, rất thuận lợi cho các anh chị mở cửa hàng kinh doanh thì cũng thực sự là rất là tiện lợi. Khu vực bên trong này thì có chung cư Tiến Bộ Riverside. Chung cư Tiến Bộ này em có một cái clip quay về cái khu vực này. Không gian cảnh quan rất là đẹp và giá chung cư thì cũng rất là hợp lý, chỉ khoảng 600-700 triệu cho một căn, giá khoảng độ 10 triệu cho 1 mét vuông. Hiện tại thì đang giảm xuống còn khoảng 8 triệu 9 triệu. Dưới phía bên dưới thì là cầu Mỏ Bạch, lui xuống bên dưới nữa thì là siêu thị Lan Chi, siêu thị Lan Chi và công an tỉnh. Đây, siêu thị Lan Chi Mắc đối diện công an tỉnh.
bệnh viện mắt ở ngay cạnh đây. Bệnh viện mắt chỗ này là đường tròn này, bệnh viện mắt và siêu thị cửa hàng Lotte này, siêu thị đối diện bên này này, siêu thị Lan Chi và công an tỉnh nằm đây. Cách cái lô đất này chỉ khoảng độ 500m thôi. Lô đất chúng ta nằm ngay đây, cách cái chỗ này khoảng 500m, rất là phù hợp cho an ninh, rất là tốt, rất là nhiều tiện ích cho các anh chị. Video đến đây đã kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.